Anh xuất thân trong một gia đình nghèo khó và bị người khác kỳ thị. Anh đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và thay đổi hoàn cảnh của mình. Sau khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời toàn năng trong thời kỳ sâu rốt, anh đã tìm được định hướng trong cuộc sống. Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu lý do con người có cuộc sống khổ đau. Nên tôi muốn bắt đầu mưu cầu lễ thật và làm bổn phận. Khi số người mới cần được chăm tưới ngày một gia tăng, bổn phận và công việc của anh nảy sinh xung đột, khiến anh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một đằng là bổn phận, một đằng là sự cám dỗ của đồng tiền. Anh nên đưa ra lựa chọn như thế nào? Tôi sinh ra ở một ngôi làng miền núi xa xôi, trong một gia đình nhiều đời làm nông hồi tôi còn đi học, mẹ của tôi vẫn thường khích lệ tôi rằng gia đình mình không có chỗ nương tựa, nếu muốn thay đổi số phận, con phải dựa vào chính mình, con phải học thật giỏi thì mới mong được đổi đời. những lời dạy đó của mẹ tôi luôn khắc sâu trong lòng, tôi thật sự hy vọng một ngày nào đó sẽ nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ. Ừ. nhưng sau khi tốt nghiệp, tôi không những không tìm được việc làm ổn định, mà ba mẹ tôi còn mắc bệnh hiểm nghèo, chúng tôi đã dùng hết khoản tiền tiết kiệm còn mượn của họ hàng để trang trải bởi vì tôi không trả được tiền cho họ đúng thời hạn nên chính vì ruột tôi đã nói tôi không khác gì một kẻ hút máu để họ không xem thường tôi nữa tôi đã cố hết sức kiếm tiền nhưng mà bởi vì điều kiện gia đình thiếu thốn lại bị bà con họ hàng hắt hủi khiến tôi cảm thấy rất chán nản tôi đã khóc thầm rất nhiều lần trong lúc tôi đau khổ và bất lực nhất thì vào tháng 6 năm 2013, một người bạn đã chia sẻ phúc âm thời kỳ sâu rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng với tôi. Đã, đã, Đức, Chúa đã, đã, Đức Chúa Trời. Qua việc đọc lời Đức Chúa Trời và tham gia nhóm họp với các anh chị em, tôi đã hiểu được rằng Đức Chúa Trời tạo dựng con người, sự sống của ta đều nằm hết trong tay ngài. Phải. Đúng vậy. Tôi cũng biết được rằng cuộc sống quá đau khổ, bởi vì con người sau khi bị tăng làm cho bại hoại, không còn được Đức Chúa Trời bảo vệ thời kỳ sau rốt ngày trở nên xác thịt và bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi nhân loại khỏi sự hãm hại và bại hoại của Satan. Đúng Chính vậy. Xác. Sau khi biết Đức Chúa trời muốn cứu rỗi nhân loại, tôi đã tích cực tham gia các buổi nhóm họp, đọc rất nhiều lời Đức Chúa trời. Tôi cũng sớm bắt đầu thực hiện bổn phận trong hội thánh. Tạ ơn Đức, Đức, Đức Chúa trời. Chúa trời. À, sau đó vài tháng, các anh chị em thấy tôi nhiệt tình trong công tác và rất muốn mưu cầu lẽ thật, nên đã tiến cử đào tạo tôi làm trưởng nhóm. Ừ. Tôi được sắp xếp cộng tác với anh Lý tham gia quản lý một vài nhóm họp. Thời điểm đó tôi đã có việc làm, nên ban ngày có nhóm họp ở xa thì anh Lý phải đi đến đó, còn các cuộc họp đêm thì do tôi phụ trách. Chúng tôi có thể sắp xếp lịch trình ổn thỏa bằng cách đó. Ừ. Do thiếu nhân sự xử lý sự vụ chung vào cuối năm, nên anh Lý đã được lãnh đạo giao đảm trách công việc đó. Còn những nhóm này tạm thời đều do tôi phụ trách. Tôi biết rằng mình phải cậy dựa đức Chúa trời để làm việc đó. Tất nhiên rồi nhưng đồng thời tôi cũng gặp khó khăn nếu tôi dành trọn thời gian và công sức để tập trung làm tốt bổn phận thì sẽ không có đủ thời gian cho công việc công ty tôi đã đặt ra cho tôi mục tiêu là cuối năm phải kiếm được một triệu tệ doanh số nếu có thể vượt doanh số đó tôi có thể được thưởng lớn hơn vào cuối năm tôi nghĩ bụng nếu như có thể đạt được mục tiêu đó thì mình không những có thể trả hết nợ mà còn để dành được ít tiền rồi bà con bạn bè sẽ không coi thường mình nữa tôi nghĩ mình sẽ kiếm số tiền đó trước đã rồi sẽ làm bổn phận chăm chỉ hơn ham muốn của con người không có giới hạn khi có số tiền đó anh sẽ muốn có thêm và ngày càng lún sâu hơn dạ Đúng phải rồi. nhưng mà lúc đó tôi đã không hề nhận ra vì để đạt được mục tiêu người giám sát muốn tôi tăng ca buổi tối nên sau đó tôi dành thời gian nghỉ phép để có thể tham gia nhóm họp nhưng sau đó người giám sát của tôi lại không cho tôi nghỉ phép còn muốn tôi phải tăng ca nhiều hơn nữa Điều đó khiến tôi thường xuyên tới trễ ở các buổi nhóm họp. Mọi người đều nhắc tôi cần phải đến họp sớm hơn. Tôi chỉ biết miễn cưỡng gật đầu với họ. Không lâu sau, tôi đã ký được một đơn hàng trị giá hơn 500.000 tệ. Tháng đó tôi được trả hơn 7.000 tệ. Điều này khiến tôi càng ham muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi nghĩ rằng số tiền đó đến quá nhanh. Tôi đã đạt được hơn một nửa chỉ tiêu đề ra rồi. Nếu năm trong số 10 khách hàng của tôi đồng ý ký kết hợp đồng Thì tôi sẽ kiếm được khá nhiều lợi nhuận Sau đó nếu tôi có thêm một số khách hàng lớn Thì có lẽ trong vài năm tới tôi còn mua được nhà và xe nữa Khi tôi trở về nhà Dân làng nhất định sẽ nể trọng tôi Chính vì vậy tôi đã lao đầu vào giấc mơ kiếm được thật nhiều tiền Tôi thường xuyên làm việc ngoài giờ vào buổi tối Thỉnh thoảng tôi cũng suy nghĩ đến các anh chị em đang đợi tôi trong các cuộc họp và cảm thấy có chút tội lỗi nhưng lúc tan ca thì cũng đã quá trễ tôi phải về nhà sau khi về đến nhà tôi đã mệt mỏi trả rời không còn sức để đọc lời đức chúa trời nữa nên tôi lập tức đi ngủ có những buổi sáng tôi thức dậy rất trễ nên tôi chỉ có thể ngó qua lời đức chúa trời một chút rồi lập tức đi làm khi cầu nguyện tôi không biết nói gì cả cứ sống trong tình trạng đó tôi càng ngày càng cẩu thả trong bổn phận trong phạm vi trách nhiệm của tôi, vài người mới cần được chăm tưới gấp. tôi đã nhờ các anh chị em khác đến các buổi họp của người mới thay tôi, nhưng các anh chị em này đều có bổn phận riêng của mình, đôi khi cũng không thể đảm nhận việc đó vì vậy làm ảnh hưởng đến hiệu quả chăm tưới. sau đó lãnh đạo và các anh chị em đều thông công với tôi rằng tôi cần đặt bổn phận lên hàng đầu, ừ. còn nhắc tôi rằng làm việc qua loa trong các cuộc họp và thiếu trách nhiệm trong bổn phận sẽ cản trở tiến triển sự sống của người mới, chị đúng xác. vậy các anh chị em nói vậy là rất đúng. Đó là một tình trạng vô cùng nguy hiểm. Dạ phải. phải khi nghe các anh chị em nói như vậy, anh có tiếp thu điều đó không? Ừ. Nghe họ nói như vậy, tôi cảm thấy hơi lo sợ. Các tín hữu mới nếu không được chăm tưới kịp thời, có thể bị lừa gạt từ bỏ đức tin, vậy tôi thành kẻ hành ác rồi. Ừ. Tôi biết mình không thể tiếp tục như vậy mà phải cầu nguyện với đức Chúa trời và ăn năn ngay. Ừ. Ừ. Ta ơn Đức Chúa trời. Sau đó thì khi đi tìm hiểu và kiểm tra các nhóm đó, tôi nhận thấy bởi vì mình đã không làm công tác thực tế nên khi người mới gặp vấn đề và khó khăn đã không được giải quyết kịp thời khiến họ thấy rất tệ vài người trong số họ thậm chí không đi họp thường xuyên khi biết mọi thứ tệ như vậy tôi thấy rất tội lỗi ngày càng có nhiều tín hữu tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa trời cần được chăm tưới và hỗ trợ để giúp thiết lập nền tảng trên con đường thật phải đúng đó. vậy tôi thấy mình nên từ bỏ công việc để dành toàn bộ thời gian của mình cho bổn phận Ừ. nhưng lúc đó sếp lại đang giao và dự án tốt cho tôi người giám sát tôi nói muốn giúp tôi tìm thêm khách hàng khi đồng nghiệp biết tôi tính bỏ việc thì đã nói rằng anh đã đạt được hơn nửa chỉ tiêu doanh số đến cuối năm anh có thể vượt chỉ tiêu rồi nếu giờ mà từ bỏ thì thật là đáng tiếc nghe đồng nghiệp nói như vậy thật lòng tôi cũng cảm thấy đáng tiếc nên muốn cố làm đến cuối năm rồi xin nghỉ nhưng công tác của hội thánh thì đang cần người làm gấp. Nên nếu tôi chỉ tập trung vào việc kiếm tiền, không dốc sức làm công tác của hội thánh, vậy thì sẽ thật ích kỷ. Đúng vậy. Chuyện này với tôi quả là tiếng thoái lưỡng nan. Vậy thì cuối cùng anh đã quyết định như thế nào? Ừ, phải đó. Lúc đó, thật sự là tôi cảm thấy rất phân vân. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng và dẫn dắt tôi. Một ngày nọ, khi nghe các bài thánh ca về lời Đức Chúa Trời, tôi đã nghe được đoạn này. Ừ. ngay lúc này mỗi ngày các ngươi được sống đều rất quan trọng đó là điều quan trọng tột bậc cho đích đến của các ngươi và số phận của các ngươi vì vậy các ngươi phải thật sự trân quý tất cả mọi thứ mình có hôm nay và phải quý trọng từng giây từng phút trôi qua các ngươi phải tận dụng mọi lúc để thu nhận được nhiều nhất cho bản thân để không sống một cuộc đời vô nghĩa hãy thức tỉnh các anh em hãy thức tỉnh các chị em ngày của ta sẽ không bị trì hoãn thời gian chính là sự sống dành lại thời gian là cứu rỗi sự sống thời gian không còn quá xa nếu trừ kỳ thi tuyển sinh đại học các người có thể học và thi lại nhiều lần nhưng ngày của ta sẽ không bị trì hoãn thêm nữa nhớ nhé nhớ nhé ta thúc giục các ngươi bằng những lời tốt đẹp này sự kết thúc của thế giới mở ra ở ngay trước mắt các ngươi và những đại họa nhanh chóng đến gần cái nào là quan trọng hơn cuộc sống hay giấc ngủ của các ngươi đồ ăn thức uống và quần áo của các ngươi đã đến lúc các ngươi phải cân nhắc những điều này amen. amen bài thánh ca lời đức chúa trời này thực sự khiến tôi rất xúc động công tác thời kỳ sau rốt của ngài là công tác kết thúc thời đại Ngài đang định đoạt kết cục của từng người và tất cả đều được phân loại. Sau đó mọi người sẽ hoặc là được cứu rỗi và được giữ lại, hoặc sẽ bị diệt vong, được xác định bởi cách ta mưu cầu lễ thật lúc này. Đây là thời điểm quan trọng quyết định kết cục và số phận của chúng ta. Chính xác. Dạ. Hiện nay, các thảm họa đang liên tiếp ập xuống. Ừ, ừ, phải. Như động đất, lũ lụt, hạn hán càng ngày càng nhiều. Chúng ta không biết khi nào công tác của Đức Chúa Trời sẽ đến hồi kết nếu tôi không thực sự tận dụng thời gian mua cầu lễ thật cho tử tế mà cứ theo đuổi tiền tài và một cuộc sống dễ dàng giống những người ngoại đạo thì tôi sẽ mất cơ hội đạt được lễ thật và cơ hội được đức chúa trời cứu rỗi ừ. đúng vậy tôi chợt nghĩ đến câu chuyện về vợ của Lót bà ta rất thèm muốn gia sản các thiên sứ dẫn họ ra khỏi thành phố kêu họ đừng quay đầu lại nhưng bà ta lại không nghe rốt cuộc biến thành một cột muối là dấu ấn của sự xấu hổ phải đúng lắm tôi thấy mình cũng giống hệt như vợ của Lót. Tôi thèm muốn giàu có và mưu cầu thú vui trần tục, chạm vào cái cây và quay đầu. Tôi thật là ngu ngốc và mù quáng. phải. rồi tôi nghĩ lại, hồi mình còn lang bạc ở thế giới ngoài kia, nợ nần chồng chất và không hề có lối thoát. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã đến với tôi và đã giúp tôi thoát khỏi mọi khổ đau, cho tôi cơ hội được cứu rỗi và mưu cầu lẽ thật, đúng vậy. phải đó. tôi vui hưởng tình yêu của ngài nhưng lại không muốn báo đáp tình yêu đó trong bổn phận thì tôi lại bỏ bê và vô trách nhiệm tôi thật sự không có lương tâm và khiến đức chúa trời ghê tởm tôi không thể cố chấp đi con đường sai nữa mà phải buông bỏ lợi ích cá nhân mưu cầu lẽ thật tử tế và làm tròn bổn phận tại Tạ đức, đức, đức chúa trời. trời chỉ có lời đức chúa trời mới cho chúng ta thấy được những điều này chính Đúng xác. Đấy. sau đó tôi bắt đầu nghĩ rằng tại sao mình lại không thể buông bỏ công việc và tiền tài Vậy căn nguyên của chuyện này nằm ở đâu? Tôi đọc được vài lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời toàn năng phán, Satan sử dụng danh vọng và lợi lộc để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán xét hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi bằng cách này satan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình và họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn vì danh lợi nhân loại tránh xa đức chúa trời và phản bội đức chúa trời và ngày càng trở nên gian ác do đó bằng cách này hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa vòng danh lợi của satan đúng lắm ừ. đồng tiền làm thế giới quay vòng là một triết lý của satan và nó thịnh hành trong toàn nhân loại trong mọi xã hội loài người. Người có thể nói rằng đó là một xu hướng bởi vì nó đã bị tiêm nhiễm trong lòng của mỗi một con người. Ngay từ đầu, mọi người không chấp nhận câu nói này, nhưng rồi họ ngầm chấp nhận nó khi họ tiếp xúc với cuộc sống thực và bắt đầu cảm thấy những lời này thực ra là sự thật. Đây chẳng phải là quá trình Satan làm cho con người bại hoại sao? có lẽ con người không hiểu câu nói này ở cùng một mức độ như nhau nhưng mọi người đều có mức độ diễn giải và thừa nhận khác nhau về câu nói này dựa trên những gì đã xảy ra xung quanh họ và các kinh nghiệm cá nhân của họ chẳng đúng vậy sao bất kể ai đó có bao nhiêu kinh nghiệm với câu nói này nó có thể có ảnh hưởng tiêu cực gì đến lòng họ một điều gì đó được tỏ lộ qua tâm tính con người của mọi người trên thế giới này bao gồm mỗi một người trong các ngươi đó là gì nó là sự tôn thờ tiền bạc có khó để loại điều này ra khỏi lòng của ai đó không điều đó rất là khó dường như việc làm cho con người bại hoại của satan đã thực sự sâu sắc Satan sử dụng đồng tiền để cám dỗ con người và làm họ bại hoại, tôn thờ đồng tiền cũng như tôn sùng những thứ vật chất. Và sự tôn sùng đồng tiền được biểu hiện nơi người ta như thế nào? Các người có cảm thấy rằng mình không thể tồn tại trong thế giới này mà không có đồng nào, rằng thậm chí một ngày không có tiền sẽ là một điều không thể. Địa vị con người dựa trên số tiền mà họ có cũng như sự tôn trọng họ có được. Người nghèo thì cúi gặp người trong sự hổ thẹn, trong khi người giàu tận hưởng địa vị cao sang của mình. Họ đứng thẳng và kiêu hãnh, nói lớn tiếng và sống kiêu ngạo. Câu nói và xu hướng này mang lại cho con người điều gì? Chẳng phải sự thật là nhiều người hy sinh mọi thứ để theo đuổi tiền bạc sao? chẳng phải nhiều người đã đánh mất phẩm giá và sự liêm chính khi theo đuổi nhiều tiền bạc hơn sao chẳng phải nhiều người vì đồng tiền mà đánh mất cơ hội để thực hiện bổn phận của mình và đi theo đức chúa trời sao chẳng phải sự đánh mất cơ hội đạt được lẽ thật và được cứu rỗi là sự mất mát lớn nhất trong tất cả đối với con người sao chẳng phải satan nham hiểm khi sử dụng cách thức này và câu nói này để làm cho con người bại hoại đến mức như thế sao? Đây chẳng phải là một trò lừa hiểm độc sao? À, Amen. Amen. Lời Đức Chúa Trời đã phơi bày căn nguyên của việc mưu cầu tiền tài danh lợi của tôi. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã nghĩ những triết lý sa tăng như nên người xuất chúng rằng danh tiên tổ mới chính là lẽ sống và tiền bạc sai khiến quỷ dữ. Nên tôi nghĩ rằng khi có tiền con người có thể tự tin sống đường hoàng rằng họ có thể tự hào có được địa vị cao và được tôn trọng tôi nghĩ đó là cách duy nhất để có được cuộc sống có giá trị và vinh quang đặc biệt là khi bị người thân ghẻ lạnh và hắt hủi tôi càng cố tăng ca nhiều giờ hơn để kiếm tiền hy vọng sẽ có ngày mình sẽ có quyền lực hơn họ ừ. sau khi có đức tin tôi biết mình cần tham dự hội họp nhiều hơn và thực hiện bổn phận để có thể hiểu được lẽ thật và tiến bộ trong cuộc sống. Phải. Ừ. Nhưng tôi không thể buông bỏ việc mưu cầu tiền tài và địa vị. Khi có sự xung đột giữa bổn phận và công việc, tôi đã đặt việc kiếm tiền lên trên hết và đồng thời quá coi nhẹ bổn phận. Đặc biệt là khi công việc của tôi tiến triển tốt và tôi kiếm được một số tiền thì ham muốn đó ngày càng trỗi dậy trong lòng. Đúng vậy, tôi hoàn toàn tập trung tìm cách để có nhiều khách hàng hơn, ký nhiều đơn hàng hơn để kiếm nhiều tiền hơn hoàn toàn không màng đến công tác của hội thánh. Kết quả một số người mới đã không được chăm tưới kịp thời gần như bỏ đức tin và công tác chăm tưới bị đình trệ nghiêm trọng. Đúng vậy. Lúc đó tôi mới nhận ra việc sống theo những triết lý sa tăng đã khiến tôi ngày càng ích kỷ và tham lam chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân. Tôi đã hưởng quá nhiều sự chăm tưới và cung dưỡng của Ngài mà lại không đền đáp Ngài qua bổn phận. Tôi không hề có lý trí và lương tâm danh lợi và địa vị chính là phương tiện để sa tăng lôi con người xuống địa ngục chúng là thủ đoạn của sa tăng nó kéo lòng tôi ngày càng xa cách đức chúa trời đến mức ngay cả cầu nguyện hoặc đọc lời của đức chúa trời tôi cũng chỉ làm qua loa nếu có tiếp tục như vậy tôi không thể đạt được lẽ thật và sẽ mất cơ hội được đức chúa trời cứu rỗi đúng vậy nếu đức chúa trời không phơi bày thủ đoạn sa tăng dùng để hãm hại và làm bại hoại con người thì ta sẽ không bao giờ hiểu được điều đó Phải. đúng vậy tôi đã nghe được một bài thánh ca có tựa là thử đánh mất cơ hội ngươi sẽ hối hận đời đời hiện tại các ngươi phải quan tâm đến trọng trách của đức chúa trời đừng để ngài mặc khải tâm tính công chính của ngài cho toàn thể nhân loại rồi mới quan tâm trọng trách của ngài chẳng phải khi ấy sẽ quá trễ sao bây giờ là cơ hội tốt để được ngài làm cho hoàn thiện nếu ngươi để cho cơ hội này vụt khỏi tầm tay thì ngươi sẽ hối hận cả đời. Cũng như môi xe không thể bước vào xứ Canaan tốt lành đã hối hận cả đời và chết trong ăn năn. Một khi Đức Chúa trời mặc khải tâm tính công chính cho mọi dân tộc thì ngươi sẽ hối hận. Dù ngài không hành phạt ngươi, nhưng ngươi sẽ cảm thấy ăn năn mà tự hành phạt mình. Cơ hội tốt nhất để được làm hoàn thiện chính là hiện tại. Giờ là thời điểm cực kỳ tốt nếu ngươi không tha thiết tìm kiếm việc được Ngài làm hoàn thiện, thì khi công tác của Ngài khép lại, sẽ là quá trễ, người sẽ mất cơ hội. Tâm trí người lớn thế nào, nhưng nếu Đức Chúa Trời không ra tay, thì ngươi cũng không được hoàn thiện. Amen. Amen. Qua lời của Đức Chúa Trời, tôi có thể cảm thấy sự kỳ vọng của Ngài dành cho ta. Ngài hy vọng ta có thể trân trọng khoảng thời gian quý báu này để mưu cầu lễ thật thực hiện bổn phận đạt được sự cứu rỗi của ngài phải vậy đây là cơ hội vô giá để ta mưu cầu việc được đức chúa trời làm hoàn thiện và là lúc quan trọng để làm bổn phận đúng, đúng vậy trong khi chúng ta thực hiện bổn phận thông qua thực hành việc tìm kiếm lễ thật để giải quyết các vấn đề khác nhau ta có thể học được thêm nhiều lễ thật và tiến bộ nhanh hơn trong sự sống đúng đúng xác. nếu như tôi không tận dụng cơ hội đó để rèn luyện cho tốt mà cứ chạy theo tiền tài thì khi công tác của đức Chúa Trời kết thúc, tôi sẽ không được gì cả, lúc đó có hối tiếc thế nào cũng vô ích. Phải. Chính xác. Trên thực tế ta nên hài lòng với cuộc sống có nơi ăn chốn ở. Nếu vì để kiếm nhiều tiền mà ta lơ là bổn phận sẽ gây hại cho sự sống của ta, mất cơ hội đạt lẽ thật và được đức Chúa Trời làm hoàn thiện, vậy thì quá ngu ngốc rồi, đúng vậy. Ta ơn đức Chúa Trời, hiểu được lẽ thật rồi, chúng ta sẽ cảm thấy được khai sáng, thanh thản và biết phải làm gì, Và Chính xác. phải tôi đã đọc được một đoạn lời nữa của ngài trong hiểu biết về công tác mới nhất của ngài và theo dấu chân ngài là một con người bình thường như bao người khác là một con người mưu cầu tình yêu dành cho đức chúa trời bước vào vương quốc để thành dân sự của ngài chính là tương lai đích thực của các ngươi và chính là một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa nhất không có bất cứ ai được phước hơn các ngươi amen tại sao ta phán điều này vì ai không tin Đức Chúa Trời thì đều sống bởi vì xác thịt và họ sống vì sa tăng. Nhưng mà ngày nay, các người sống vì Đức Chúa Trời, đồng thời sống để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy, ta mới phán rằng cuộc sống của các người là có ý nghĩa nhất. Chỉ nhóm người này, những người đã được Ngài chọn, mới có thể sống trọn một đời có ý nghĩa nhất. Không có bất cứ một người nào khác trên đất có thể sống trọn một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa như thế. Amen. Những lời này của Ngài khiến tôi cảm thấy rất phấn khởi. Việc mua cầu lẽ thật và biết Đức Chúa Trời là cách duy nhất để có một cuộc sống ý nghĩa. Phải. Đúng vậy. Trước kia tôi đã luôn sống theo những triết lý sa tăng, nghĩ rằng có tiền và địa vị thì mọi người sẽ sùng bái tôi, đó là một cuộc sống ý nghĩa. Nhưng mà điều đó hoàn toàn sai. Chính đúng vậy. Nếu không có đức tin, không đạt được lẽ thật và sự sống, con người không thể hiểu được gì, thậm chí còn không biết bản thân mình đến từ đâu. Và họ thực sự không biết Đức Chúa Trời tẩy trị số phận của con người. Họ chỉ lê bước chạy theo địa vị tiền tài, dù phải chịu khổ cũng không muốn quay đầu. Cuối cùng thì khi các thảm họa ập đến, họ sẽ chết trong các thảm họa, tiền của họ đều sẽ vô dụng. Anh nói rất đúng họ đã bị sa tăng đùa giỡn và hãm hại cả cuộc đời thật sự là rất đáng buồn phải. chính xác nhưng có đức tin và mưu cầu lẽ thật thì khác chúng ta tuy không có nhiều sự hài lòng về vật chất nhưng bằng cách học được lẽ thật hiểu biết sâu sắc về dài gì và không bao giờ bị cám dỗ hay ràng buộc bởi tiền bạc ta có được chút bình an và sự khai sáng đúng vậy phải để ví dụ về job ông có rất nhiều gia sản nhưng đó không phải là điều làm ông vui thích ông đã tìm hiểu quyền tể trị của đức chúa trời kính sợ ngài và lánh khỏi điều ác khi sự thử luyện đến với ông ông có thể không phàn nàn và kiên dẫn trong lời chứng ông được đức chúa trời chấp thuận cuối cùng ngài đã hiện ra với ông cuộc sống của gió đã trở nên có ý nghĩa và có giá trị phải đó mua cô lẽ thật và biết đức chúa trời là cách duy nhất để sống có ý nghĩa và giá trị ừ. chính xác. nghĩ như vậy tôi đi viết thư xin nghĩ gì Sếp của tôi vì thấy tôi đã quyết tâm nghỉ việc nên không cố giữ tôi lại. Ồ. Quy trình xin nghỉ việc diễn ra rất êm thấm với tôi. Khoảnh khắc bước chân ra khỏi công ty, tôi cảm thấy trong lòng vô cùng thư thái và tự do. Tạ ơn đứa chúa trời. trời. Đó là sự lựa chọn hợp lý và khôn ngoan nhất. Tạ ơn đứa chúa trời. Sau đó thì tôi thực sự dốc hết tâm sức vào bổn phận, làm việc hòa thuận cùng các anh chị em khi chăm tưới người mới. Một thời gian sau đó, các tín hữu mới đã nhiệt tình tham dự nhóm họp đời sống hội thánh ngày càng được cải thiện. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng bình an. Tạm ơn Chúa Trời.